thương nhớ. Hi guys. Hi teacher. Hi everybody. Great to see you today. I couldn't see you on Women's Day, right? We didn't study that day. How was your Women's Day? How was your Women's Day? What did you do? Did you do anything for your mothers, your grandmas, your friends? I teachers. Just wanted to invite. Hello. Hi. Hello. Hello, guys. Hello, everybody. Let me. Let's wait a little bit for your friends. Hi, guys. Hello, everybody. Nice to see you today. You guys look at this one. You guys know we're going to play a game about Women's Day, right? Okay. I actually wanted for you guys to play on the Women's Day. We didn't have class on that day. Thank you. I'm fine. Thank you guys so much. Wait, let me try this one. Happy Women's Day for you. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay. Yeah, we're gonna play a new game too. Yeah. You're gonna play a new, not only quizzes, we're gonna play another game. What you guys need to say? Oh, you make cards for your mom? You make cards for your mom? Yeah, we haven't played, okay? We haven't played. Not cooking. Hôm nay tại vì cô định là sẵn tiện. Not yet. Wait, let me. You make some cards for your mom? Yeah, your aunt. Wow, 3 cards, right? A lot of cards. Yeah, you make cards. Your mom, your grandpa, your aunt. One aunt? You have one aunt? Let's wait for your friends, okay? Wait for some of your friends. Let me say something. Guys, wait me. Okay, so actually we have to play a pocket, right? But maybe next time, maybe on Monday, okay? Bởi vì hôm thứ tư là mình nghỉ, cho nên là mình không có theo cái luật đấy, đúng không? Hồi đầu cô nói là mình phải chơi luân phiên đó. Hôm nay thì sẵn tiện cô sẽ sửa bài cho các bạn ở trong cái bài bài tập về nhà đó. Good job guys, well done. Good job. Các bạn làm bài tập về nhà rất là tốt này, cô thấy các bạn làm. Nhưng mà sau này các bạn làm thì các bạn nên để tên nha. You write your real names, okay? So that I can know who you are. I want to know who you are. So please write your real names, okay? Write your real names. I will let you guys see the report. Bây giờ cô cho các bạn xem thử cái report về cái bài tập về nhà của tụi con này. Cái này thì cô có để cho các bạn làm bài tập về nhà đúng không? This is your homework. So there are 97 participants. Thì có nghĩa là 97 lần chứ không phải 97 bạn mà là 97 lần. Bởi vì có bạn sẽ chơi nhiều lần, làm nhiều lần đúng không? Yes, so you can see. Đây. Ở đây thì cô cũng không biết là nó tính điểm như thế nào, không biết là làm càng nhiều thì tụi con càng có nhiều điểm hay sao, nhưng mà có thể là thời gian nhanh đúng không? Thì ở đây cô thấy Tường Vi nè, good job, you have 3 attempts but you have all correct answers. Ở đây Giang cũng làm rất là tốt này, chỉ sai đúng một câu thôi. A lot of you guys, rất là nhiều bạn nè, sai được một câu, cô cũng biết là câu nào rồi. Hải Đăng cũng rất là tốt nè, you have 8. Bạn này thì cô, I don't know your names, so please write your real names, okay? Use your real names. A lot of you guys, well done, good job. But some of you haven't got anything. I don't know why. Mấy có thể là không biết là các bạn vào rồi các bạn gõ out ra hay sao ấy, nên các bạn chưa có trả lời được câu nào. Ở đây nó để như vậy có nghĩa là con chưa bấm câu nào. Ở đây khi nào mà dấu X thì nó mới nghĩa là con làm sai, đúng không? Ví dụ Danh Lu nè, Danh Lu cố gắng nè. Con làm được có 2 câu thôi đúng không? Ở đây là 8 câu này là Lu chưa thấy nè, đúng không? Cho nên là nó mới hiện ở tay 8 là chưa thấy, chưa làm, chưa bấm đáp án, đúng không? Tí nữa thì bài mình sẽ sửa sau, bài này sửa sau nha, mình sẽ play games trước. We're gonna play game first.
À không chơi được cho con bệnh da. Nên là con lỡ bấm vào đúng không? Không sao hết. Ở đây là bài tập thì bạn nào có thời gian thì các bạn làm bài cho cô thôi. Sau này mình làm bài trên đây thì dễ hơn. Tụi con tuy là không biết điểm, tại vì cô set chế độ là tụi con không được biết đáp án á. Cô nghĩ là vào lớp thì mình sửa, cô sẽ sửa cho các con ở trong lớp. Ok. Nhưng mà hôm nay mình chưa có sửa, mình sẽ chơi một cái quiz trước about the Women's Day. So now think of everything about the Women's Day. We're gonna play two games about the Women's Day. Đáng lẽ là hôm đấy mà mình học ấy là cô sẽ cho các bạn chơi game nữa, nhưng mà hôm nay mình được off, mình được nghỉ đúng không? So we're gonna play games about the Women's Day. First one will be a quiz. This will be a quiz. Cô sẽ cho các bạn làm một cái bài quiz nè. Và có một game này là game mới. Game này là tụi con sẽ chơi play in team. Play in team. So how many students are there in our class? There are about 65, 70. Yeah. I will group you guys in four different groups. Hôm nay thì mình chơi thử thôi, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khó khăn, có thể là tụi con, có thể là bên máy cô nó lắc, hay là bên máy tụi con bị lắc, hay là tụi con khó chơi chẳng hạn, thì mình phải chơi thử mới biết được. Ok, cho nên tí nữa cô sẽ giải thích cái game mới cho tụi con thử. I will explain later. Now we're gonna play this one first, ok. Các bạn đợi cô nha, cô bấm vào cái quiz cho mọi người chơi thử nha. Today we're gonna play quizzes, then on Monday we're gonna play Pluck It, ok guys. We're gonna play quizzes today. I know that some of you guys like Plukit better, you guys like Plukit more than quizzes, but some of you guys like quizzes too, right? So this is, wait, I will send you guys the links. Let me put it in a link. Thank you guys so much for say happy Women's Day to me. Thank you guys so much. Now you guys, I will send you the link, okay? Please stop chatting, okay? Now, I will send you guys the link. You guys ready? Link is here. Okay. I'll wait for you. I'll wait for you. Các bạn chỉ cần bấm cái link thôi. Nó đã có cái số sẵn rồi đó. Tụi con đâu cần làm gì đâu. Cần bấm link và đặt tên cho cô thôi. Okay. Use your real names. You guys should use your real names. Okay. Should use your real names. Yeah. Or your English name. Okay. Good job. Well done. Do we have sounds here? What's volume is this? How many people are there? 22 already. I will wait until there are about 70. Okay, and about 70 friends. Good job, guys. Remember, these are the games about the Women's Day. We're not gonna play games about animals anymore. We have played too much games about animals. We're gonna play about Women's Day. Good job, guys. 30, not 40 already. 30 friends already. 40 friends. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái game mới hơn nữa. Ngoài cái quiz này, mình chơi game xong đi rồi cô sẽ sửa bài sau. Chắc là hôm nay mình chỉ kịp để chơi game và sửa bài thôi, chứ mình sẽ không có học kiến thức mới. 46 friends already. Well done, guys. Tí nữa thì, nhưng mà cái game tiếp theo thì cô sẽ dặn các bạn này, các bạn phải chơi nghiêm túc. À, cái này tại vì cái đấy là rất là khó để kiểm soát được, cho nên tụi con phải chơi nghiêm túc cái game đấy thì sau này mới tổ chức chơi những cái game giống như vậy được. Tí nữa cô sẽ hướng dẫn cho mọi người biết. Okay, let's see how many friends. 50. Okay, 20 more. 20 more. Nếu mà bạn nào mà không vào được cái link mà thầy với cô gửi thì các bạn có thể search cái quizzes này riêng. Xong rồi tụi con tự bấm cái mã vào nha. Ok. 51 players. 51 players already. What about the other? What about the other? Còn những bạn khác thì sao ta? Fifty-two players. Okay, so far some for you guys that are in the room, please wait for your friends, okay? Please wait for your friends. Các bạn đợi các bạn cùng cô nha, mình đợi các bạn cùng vào chơi nha. The crowder the better, càng đông càng tốt. The crowder the better. Các bạn nào đang coi livestream, các bạn có thể vào lớp tí nữa cô sẽ cho các bạn chơi game theo group, cho nên là các bạn nhớ nha, mình chơi game theo group. Cho nên là mình nên vào phòng để mình học và mình cùng chơi nha. Okay. There will be a game, a group game,
a team, play in team. Oh, really? Cô không biết những cái Phuket đấy là con tự sưu tầm à? Good job. Four legendary Phuket. How many Phuket can you have? I don't know. Cô cũng không biết là một một bạn chơi. À, tí nữa cô sẽ giải thích cái trò chơi theo group đấy. Bây giờ mình sẽ chơi cái quiz trước ha. We're gonna play this one first. Hello, Min. Have you in the room? 61, được 61 bạn rồi nè. Phong mới vào hả? Vậy để cô copy cái link lại nha. Có nhiều bạn cũng còn mới vào đúng không? Ok, cô các bạn đợi cô phải tắt chat để các bạn cô gửi link nè. Bạn nào mới vào các bạn bấm vào link cho cô nha. Bạn nào mới vào bấm vào link để chuẩn bị chơi game nha. Ok, we will start in let's see. Right now, maybe two more minutes, okay? It's 8:08, so we're gonna start at 8:10, okay? 63, yeah, bạn nào mới vào thì các bạn bấm vào link cho cô nè. Yeah, 64, well done. What about the others? What about the others? There are about 74 students in our class, right? So what about the other people? What about the other students? 65, well done, guys. Click the link, okay? Các bạn chỉ cần click the link là được nha. Oh, sorry. Okay, có nhiều bạn cũng vừa mới vào nữa đúng không? Cô sẽ copy lại nữa nha. Oh, sorry. I accidentally click on the link. Wait me, guys. Wait me, yes. Ok, bạn nào vẫn còn chưa vào, tụi con vào cái link cho cô nha. Bạn nào vừa mới vào ngay lập tức á, vừa mới vào ngay tức khắc đó, các bạn vào cái link cho cô nè. There are about 78 students in our room, right? 78. So now 10 more, maybe 10 more students. Where are you? Remember, guys, 2 more minutes. Ok, please wait for 2 more minutes. Mình đợi các bạn 2 phút nữa nha, rồi cô bắt đầu luôn nha. 2 more minutes. 70 already. Good job, guys. This is the topic, okay? This is the topic of the quiz today. It's about the Women's Day. Mm-hmm. It's about the Women's Day. Well done. Good job. Good job. Okay, the last minute. Okay, the last minute, guys. The last minute. Một phút cuối cùng nha. One more minute. You just cut your hair, Phúc Nguyên. You just cut your hair. You just cut your hair, right? Well done, guys. Well done. Okay, the last 30 seconds, guys. The last 30 seconds. 76. Okay, I will start the game in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The game start now, guys. Start. Is it start yet? Oh, I think I have to press this. Why there's no sound? Oh, you guys have, yeah. 77. Wow, that's a lot. Cô không thấy có tiếng gì hết ta. Sorry guys, we don't have music here. Chắc là cái quiz này không có music. About 5 more seconds, guys. Only 58 out of 78. Time's up. Time's up. Next one. Me. So me, second place, Zhang. Nó hơi bị lắc một xíu. Vietnamese, yeah. Not International Women's Day, guys. When is the International Women's Day? Is in March. International Women's Day is in March, remember? The 8th of March. Mm-hmm.
Các bạn còn nhớ không? International quốc tế, quốc tế, ngày quốc tế phụ nữ. Ngày 8 tháng 3 đó, người ta hay nói 8 tháng 3 đó. Who is this? You have to write her name, right? Các bạn ghi có dấu hoặc không dấu cũng được nha. Các bạn ghi có dấu hoặc không dấu cũng được. Các bạn nhớ là ghi full name. This one is difficult, right? Wonder you guys know heroine. Heroine is like a hero, but it's a woman. You guys know hero, right? Hero? Quang Trung, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt. Anh hùng. Những vị anh hùng đúng không? Thì mình có anh hùng thì mình sẽ có heroine là anh hùng, nhưng mà là người là phụ nữ đó. Okay. I can see that 32 of you guys answer 37. 10 more guys, 10 more second for you. 10 more second. Okay, time's up. Time's up. Good job. Well done. Dang. My Dang. Is it you? Your first place? Các bạn phải viết. Có thể là nhiều bạn viết cũng gần đúng, đúng không? Câu này thì thực ra nó không cho mình chọn. Nó bắt mình tự viết cho nên là dễ bị sai, đúng không? Ở đây bạn nào mà viết đúng đầy đủ Võ Thị Sáu thì dễ đúng. Hoặc là Võ Thị Sáu thì con viết theo kiểu mà không có dấu cũng được. Vẫn tính. What about this one? You guys have to read the reason why. Why do we have Women's Day? Why, guys? Why? What is the reason? Oh, I have to look at this one. Full questions view. Why do we have Women's Day? To celebrate or for fun? Just for fun. To make them happy because there are a lot more women than men in the world. Which one? 52 out of 10 more seconds, guys. 10 more seconds for this question. To celebrate women's achievements, thành tựu, achievement. Bởi vì for fun là cho vui thôi. Ăn mừng ngày này cho vui thôi. Hay là để to make them happy, để làm cho họ hạnh phúc. Hay là bởi vì có nhiều phụ nữ hơn đàn ông ở trên thế giới. Now, Lindsay. Wow, Lindsay. So to celebrate women's achievement, guys, để ăn mừng. Để mình ăn mừng cho những cái thành tựu. Ví dụ như cô Võ Thị Sáu nè. Đó, bà Võ Thị Sáu nè, đúng không? Mình ăn mừng cho những thành tựu của phụ nữ. Ok. À, bởi vì mình sẽ không phải nói là bởi vì nhiều phụ nữ hơn đàn ông, cho nên mình sẽ có ngày quốc tế, ngày phụ nữ Việt Nam được, đúng không? Ai mình cũng ăn mừng mà, đúng không? Ví dụ có Father's Day, có Mother's Day nè. Đó, bố với mẹ, ngày của bố, ngày của mẹ. Ai mình cũng ăn mừng hết. What about this question? Which person isn't a woman? Well, this was easy, right? Which person isn't a woman? Aunt or uncle or daughter or niece? Which one? Các bạn nhớ là khi cô giải thích thì các bạn cũng nghe và mình học nhé. We're gonna learn through the games. Good job, Lindsay. You are still in first place. Right after you is Minh Châu. Ah, uncle. Okay. A lot of you guys choose daughter and aunt and niece. You guys know daughter? Okay, I will turn on the chat. So please tell me, who is the daughter? Who is the daughter? Daughter. Hay đi cùng, đi kèm với lại son. Your, for example, Mai Trang, you are your dad's and mom's daughters. Mai Trang là con gái của mom với dad nè. Đúng không? Còn ví dụ như Lu nè, Lu, you will be the son. À, con trai của bố với mẹ của mình. Daughter, ý là đây là con gái, đúng rồi. Con gái không phải kiểu là girl với boy, không phải là phân biệt về giới tính, mà là phân biệt về con cái đó. Con cái á. À, ví dụ mình là con của bố mẹ mình thì mình là có con gái, con trai, đúng không? Aunt thì các bạn cũng biết mà. Aunt, dì của mình, cô, dì, thím, bác gái. Ok. Niece. Còn niece các bạn biết không? Các bạn biết niece không? Niece. Ví dụ cô có I have a cousin. You guys know cousin? I have a cousin. So she has a baby. That is a baby girl. So that is my niece. Okay, again. I have a cousin. I have a cousin. You guys know cousin? Cô có một người cousin. Đúng rồi, anh chị em họ. Bây giờ cô ví dụ đây là chị họ của cô. My cousin, she has a baby.
And that is a baby girl. That's a baby girl. I have a cousin. She has a baby girl. Yeah, good job, Hà Anh. Well done. Cháu gái, đúng rồi. Con của anh chị họ, em họ của mình á. Okay. Con của anh chị em họ của mình á. Why cannot you guys play? À, có thể là do mạng. Bởi vì giờ ở nhà cô cũng đang mưa nè, nên mạng của mình hơi bị chậm một xíu. Okay. Với lại ở đây sau mỗi câu thì cô sẽ giải thích cho mọi người nghe. Cô muốn các bạn trả lời đầy đủ, cho nên là mình có thời gian mỗi câu nó hơi lâu một xí. Okay. Nào, các bạn nhớ nha, niece là cháu gái, đúng rồi. Daughter là con gái đó. Còn aunt thì các bạn cũng biết, đúng không? Uncle là chú nè. Chú, bác trai. Ok. Cậu. Yeah, it's raining heavily at my house. Honestly, ở nhà cô đang mưa rất là to từ hồi chiều đến giờ, cho nên chắc là hơi khó. Cái mạng của mình sẽ hơi bị yếu, đúng không? Ở đây là các bạn phải điền cái từ look at the picture and fill the missing letters. Look at the picture and fill the missing letters. You guys know this one? The women use these a lot, right? The women use this one a lot. Okay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay, now let's see who is in first place right now. Still Lindsay, yeah? Oh, no, it's Minjou. Lindsay is in second place, okay? Good job, guys. Perfume. You got perfume. Nước hoa. Okay, this is how you write the word. P-E-R-F-U-M-E. Nước hoa, perfume. Okay, good job, guys. Well done. Next slide. Which country in the world doesn't have women? This is a tricky question, right? Câu đố mẹo, các bạn nhớ nhé, câu đố mẹo. You translate the answers into Vietnamese, okay? You translate the answers into Vietnamese. I don't know where's the music, honestly. Cô cũng không biết cái nhạc ở đâu, cái chỗ volume. À. Ở đây thì nó chỉ có volume thôi, nhưng mà cô không thấy cái nhạc. We have to play with no music today, guys. I'm so sorry. I don't know where's the music. Time's up. You guys know which country, guys? It's a tricky question in Vietnamese, right? Lindsay, you're in first place now. Well done. Yeah, England, guys, because why? Who can explain why England? Why England? Nè, cái loa nè, các bạn thấy cô ấn vào ấy, nó không có nhạc. Cô chỉnh maximum rồi mà nó không có nhạc. Maybe this one. Nước Anh, ý của nó là, ý ở đây các bạn nó muốn nói là nước Anh, Anh có nghĩa là brother, có nghĩa là mình không có girl trong cái nước đấy. Chỉ vậy thôi đó mọi người, very simple. Yes, Phương, what's wrong? Yeah, anh giống như ý là brother, là đàn ông á, đúng rồi. Oh, where is it? Tại sao các bạn không chơi được? Cô cũng không biết tại sao luôn. I don't know why, honestly. Maybe because of the internet. How can you turn on the music? Yes. Can you show me how? Ở đây cô xem hết mấy cái nút, cô không thấy cái nút nào mở nhạc luôn á. Wow, you have a lot of time for this question. Cô bấm vào hình dấu bằng thẳng rồi cô bấm vào cái nút dấu bằng. Where is that? Cô không thấy cái dấu đấy. Where's that? Can you show me where on my screen? Okay, guys, only maybe about 5 more seconds, okay? Câu này khó viết đúng lắm bởi vì đáp án thì nó chỉ cho mình viết đúng và y chang như vậy mình mới viết đúng được. Okay, 5 more seconds, guys.
Hình như các bạn được vào chơi thêm đúng không? Nếu mà mình vào sau mình cũng được chơi này đúng không? Cô thấy có tới 90 bạn rồi nè. Now the next one, đó là Trưng Trắc. Trưng Trắc Trưng Nghị đúng không mọi người? Yes. Hai bà Trưng, đúng rồi. Good job. Yeah, đó ở đây thì thật ra cái chương, cái hai bà Trưng tụi con viết không dấu hay có dấu đều được, có nghĩa là tiếng Anh tiếng Việt đều được đó. Yeah, it's easy, right? It's easy. You guys are good at history. You guys will remember. What do this one is easy. You guys can choose more than one answer, okay? Các con có thể chọn nhiều hơn là một đáp án nha. You guys can choose more than one answer, maybe two or maybe all of them. Okay, time's up, guys. Let's see who is in first place now. Ngung, right? You are, your name is Ngung, yes? Flowers and gifts and wishes. No, you don't, honestly, we don't give away lucky money a lot. Lucky money giống như là tiền lì xì á, thường thì mình cũng ít lì xì lắm. Mình hay tặng cái món quà, ví dụ như là birthday, ví dụ như là cakes, hoặc là gifts, là quà nói chung nè. Flowers, wishes, lời chúc. Cards chẳng hạn, cards giống như là gift, ý cũng nói chung, gặp chung đó, okay? We don't usually we don't usually give the women the lucky money. Mm-hmm. What was the first country that granted women the right to vote? This one's kind of difficult, right? You guys have to guess. Nước nào là nước đầu tiên mà cho phụ nữ cái quyền được bầu chọn? Hồi xưa là phụ nữ là không được bầu chọn đúng không? Còn bây giờ là phụ nữ sẽ được bầu chọn. So which was the first country? Can you guys guess? You guys have to guess, right? Let's see how many of you guys have the correct answers for this question. Bình Minh, you are in top two right now. Well done. And Ngân, you're still in top one. Vietnam, yeah, a lot of you guys choose Vietnam, right? It was New Zealand. New Zealand là nước đầu tiên mà cho phụ nữ cái quyền được bầu chọn, vote, được bình chọn, được bầu chọn đó. Okay, good job, guys. Only 8 of you got the correct answers. This one was difficult, right? It was is related in the history. There are two people, one adult and one child went to a house. The child is the adult's son. But the adult isn't the child's father. Who's the adult? You got the letter E right here. So I think you guys can know what is the word, right? You guys can guess. Read carefully the information, okay? Có hai người, two people, one adult, một người lớn và một trẻ em đi vào một căn nhà, went to a house. The child is the adult son. Son là gì mọi người nhớ không? Hồi nãy mình có daughter đó. Mọi người còn nhớ daughter không? Thì bây giờ son ngược lại với daughter đó. Cái người, cái em bé đó, cái child đó là adult son. Nhưng mà, but the adult isn't the child's father. Nhưng mà cái người lớn đó thì lại không phải là ba của đứa trẻ. Như vậy người lớn đấy là ai? It's kind of easy, right? If you guys focus, it's kind of easy. Cái này là khó một cái là tụi con phải tự viết, chứ tụi con không có chọn đáp án được, đúng không? Nên nó hơi khó chỗ đấy. Và tụi con phải tự viết ra đáp án để cô coi thử có bạn nào viết đúng không nha. Ngân, you're still in first place. Well done, good job. Yeah, so if you guys use the word mother, you guys will have correct answer. Các bạn nhìn lại nè. Có hai người, một người lớn, một trẻ em. Đứa trẻ đấy là con trai của người lớn. Nhưng mà cái người lớn đấy thì lại không phải là ba của đứa trẻ. Thì đương nhiên không phải ba thì chỉ còn có mẹ thôi. Con của mình thì có một là con của ba, con của mẹ. Thì mình có mother. Người ta cho mình cái từ nè, thì mình chỉ việc điền lại những cái chữ cái còn lại là mình sẽ có từ mother. Okay guys, good job everybody, good job. It's an easy question, right? What do men have but women don't have? It starts with the letter W. What word starts with the letter W? What do men have but women don't have?
Only 5-6 of you got the correct the answer. Are you guys 10, 12? Theo các bạn thì đàn ông có gì phụ nữ không có? Bắt đầu bằng letter W. Từ này chỉ có 4 letters thôi. Only 4 letters in this word. Starts with the letter W. Okay, leaderboard. Let's see who is the winner. Ngân, you still have 6,009. Oh, none of you have the correct answer. This was a very difficult one, right? Wife. You guys know wife? Wife and husband. You guys know wife and husband? Your mom is the wife. Your dad is the husband. Can you guys guess? Yes, good job, Minh Châu. Well done, vợ. Đúng rồi, đàn ông có gì mà phụ nữ không có? Có vợ, okay? Wife. And the husband là người chồng. Your mom is the wife and your dad is the husband. Yes, good job, everybody. You guys know, right? Nhưng mà đoán được cái câu này thì nó hơi khó hơn. Chứ mình vẫn biết từ này, đúng không? Yes, well done. Good job, everybody. Now, question 13. Oh, what is this? It's a verb, guys. Look at the picture. It's a verb. Một cái động từ. It's a verb. Cái này không chỉ là nói về a Women's Day, mà thực ra động từ này dùng cho bất kỳ cái lễ nào cũng được. Birthday, Teacher's Day. Ngày lễ nào con cũng dùng được cái từ này hết. Cái này là một cái động từ, mọi người nhớ nha. Động từ nha. Okay. Đây là một cái động từ, các bạn chỉ cần điền vào đúng cái đáp án, điền vào đúng cái chữ cái là mình sẽ có đáp án chính. Nếu mà mình điền đúng thì chắc chắn mình sẽ có tính điểm. Ok. Five more seconds, guys. Only 4, 3, 2, 1. Time's up. Let's see how many of you guys have the correct answers. Wow, Ngân, you're still in top one with 7,860. Ah, it's celebrate. Good job. 11 of you got the correct answers. Celebrate, ăn mừng, celebrate. Okay, you guys say celebrate, celebrate. Ví dụ cô có câu. I will celebrate my birthday on this Sunday. Vào chủ nhật tuần này con sẽ ăn mừng sinh nhật của con. I will celebrate my birthday this Sunday. Ví dụ như vậy. Đó, celebrate. Okay, again guys, celebrate, celebrate. Hoặc là mình đang ăn mừng tiệc sinh nhật đi. I am celebrating my birthday. I am celebrating my birthday. Tôi đang ăn mừng tiệc sinh nhật. Ăn mừng con được điểm cao cũng được, ăn mừng cái gì cũng được hết. Celebrate có mang nghĩa chung là ăn mừng. Okay. Now the last question. This is a very not really hard, okay guys, but you guys have to write. For example, if you have to write about 3 to 5 sentences to your mother, your grandmother, your aunt, so what will you write? Bây giờ mình xem thử nè. Zero, you write zero Phương. Mình sẽ viết từ 3 đến 5 câu mình gửi cho mẹ của mình. Mình sẽ viết cái gì lời chúc ấy, 3 đến 5 câu nha mọi người. Sentences, sentences. 3 to 5 sentences. Like happy mother's, happy women's day, I love you so much, your, for example like that, your wishes. Okay, your wishes to your mom, to your aunt. Not a word, guy. Not a word, yes. Ở đây thì cô cũng không rõ là câu này người ta có tính điểm cho mình không. I really don't know. I wish you very beautiful. You can say I wish you will always be beautiful. Be beautiful. I love you so much. Good job. Thank you. You can say thank you my mother. Để mình nói chắc. My mother and my grandmother. Yes. Thank you so much. Mình có thể nói thêm là gì? Happy Women's Day. Happy Women's Day, Mom. Yeah, Happy Women's Day. I love you, my mother. You can say, I love you, my mother.
Yeah, happy Women's Day, mom or mother. Yeah, you can say it in Vietnamese, but we are studying English. We should say in English. Too difficult for you, Joe. Is it too difficult? There will be each. There are some easy questions, right? We have some easy question at the beginning already. Mình đã có những cái câu rất là dễ vào những cái đầu rồi đúng không? Câu cuối thì nó phải khó chứ đúng không? The last one. Happy Women's Day. I love you. Yeah. Yeah, good health. Yeah, I wish you good health. Good job, Lan Hu. Well done. I wish you always happy and beautiful. Be happy and beautiful. Be happy. Mình phải có động từ to be khi mà con dùng những cái tính từ á. I love you. Thank you so much. For example, yes, I love you. Happy Women's Day. Phương Thảo, pay attention to the Women's Day. WOMEN. Rồi nhấn nháy rồi mới tới chữ S. Day. Grandpa. I hope you will spend more time with me. Ah, okay. Good job, Sa. Well done. Như vậy là Sa rất là muốn mẹ phải dành thêm thời gian cho mình để chơi với mình, để học với mình, đúng không? Spend more time with you. Yes. I hope that you can get that wish. Good job, everybody. Good job. You guys know how to do it. I wish you good health and happiness. Well done. Đúng rồi. Good job, everybody. Good job. Well done. I hope that you guys already sent all of these wishes to your moms or your grandmother or your teachers or your aunts already. Cô cũng rất là mong là những cái lời chúc này là các bạn đã gửi vào, các bạn đã viết ra được, các bạn đã chúc được vào cái ngày 20 tháng 10 vừa qua rồi. Good job, guys. Well done. Thank you guys so much for participating in the game. Well done, guys. You are beautiful in my eyes. Lindsay, good job. Yeah, your mom must be really beautiful, right? Good job. Thank you guys so much. Thank you guys. Bạn nào cũng bày tỏ rất là nhiều. Good job, everybody. Thank you guys so much. Good job. Well done. So maybe next year, you guys can have those wishes again. Good job, everybody. Giúp sao là các bạn đã hiểu hết rồi đó. Các bạn làm hết. So the first prize belongs to Ngân. Well done. With 7,860 points. Good job, Ngân. Then the second place, Bình Minh. Well done. Khan, you are third place. Are you a Công Khan? Then Giang, you are in the fourth place. Well done, guys. Well done. Good job, everybody. Sixth place, fifth grade, Giang. Are you my Giang? Sixth place, Minh Quân. Lindsay, you are in seventh place. Vân, right? Eighth place. Minh Châu, in ninth place. And Madsen, you are in 10th place, right? At first, you were in the 14, right? You were 14. Hồi đầu, cô nhớ Madsen nói là con hạng 14 là đúng không? Mình được hạng 10 là good job. Phúc Nguyên, well done. Việt Phương, Quần An, good job, everybody. Well done. Good job. Good job. It's just a game for you guys to remember again all of the things related to Women's Day. Well done. Okay, so trước khi mà mình sửa bài thì cũng cô nghĩ chắc cũng không kịp sửa bài đâu. Cô sẽ hướng dẫn các bạn chơi cái game này. Okay, wait. Now, you guys listen, focus. Okay, listen to me. Các bạn nghe cô nè. Bây giờ thì cô sẽ cho các bạn chơi một cái game. I will group you guys in four different groups. Cô sẽ chia các bạn ra thành 4 nhóm. Cô chia các bạn ra thành 4. Ở đây thì tại vì cô cũng không biết là nên chia bao nhiêu nhóm, nhưng mà cô thử. Bây giờ mình mới chơi lần đầu tiên thôi. Nếu mà các bạn chơi nghiêm túc thì mình sẽ chơi được những lần sau. Tại sao cô phải nói là chơi nghiêm túc? Bởi vì cái game này rất là dễ ăn gian. Cho nên là các bạn nếu mà chơi nghiêm túc được thì mình mới chơi được. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn. Cô sẽ chia các bạn ra là 4 nhóm. Thì ở đây cô sẽ chia thử nha. Các bạn phải nghe thử coi là mình là team nào. Okay, pay attention, listen. Các bạn là team nào thì các bạn nhớ là các bạn nghe thử. Ok, bây giờ cô chia nhóm chút nè. Cô chia nhóm chút, một team của mình rất là nhiều. Một team của mình tới 20 bạn lận. Cho nên là cô đọc 3 team đầu. Cô đọc 3 team đầu. Thì các bạn phải nghe và biết mình team nào. Cô không có đọc lại lần 2 được. Bởi vì các bạn mà hỏi cô là cô ơi con ở team mấy là cô tìm cũng không ra nữa. Cho nên các bạn nghe kỹ nha. You listen carefully. Bây giờ cô đọc nè. Team 1. Team number 1 guys. Đầu tiên cô có Danh Lưu. Team 1, Danh Lưu, Lê Xuân Đức. Team 1, Bảo Nguyên. Team 1, Khánh Linh.
Team One nè, cô đọc tất cả đều là Team One nha. Lại nè, Danh Lưu, Xuân Đức, Bảo Nguyên, Khánh Linh, Nguyễn Hà, Khánh Linh đó, Dương Minh Châu, Công Khanh, Khánh Bình, Lê Minh Quân lớp 4, Lê Thùy, Bảo Ngọc lớp 3, Natson, với lại cái bạn tên là người dùng Zoom, bạn không có đặt tên đúng không? Thì tên của bạn là người dùng Zoom đúng không? Thì cô sẽ có là người dùng Zoom nè, Nguyễn Hà Giang lớp 4 nè, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Tùng, Quyên lớp 4, Quỳnh Anh, Trần Bình Minh, Trần Ngân Băng lớp 4, Trần Nguyễn Hà Anh lớp 4A1, Tường Vi lớp 5, bạn cuối cùng Team 1, Văn Hoàng Ngân. Ok, Team 1, guys clear? Các bạn nhớ chưa? Team 1 nha. Danh Lưu, Xuân Đức, Bảo Nguyên, Hà Khánh Linh, Dương Minh Châu, Công Khanh, Khánh Bình, Minh Quân, Bảo Ngọc, Maxson, người dùng Zoom, Hà Giang, Phương Thảo, Thế Tùng, Quyên lớp 4, Quỳnh Anh, Trần Bình Minh, Ngân Băng, Tường Vi và Hoàng Ngân. Những bạn nào cô chưa đọc tên là có nghĩa là con chưa có đó, là con chưa có cơ trong team đâu. Ok, đó là Team 1 nha mọi người, chú ý nha, cô không đọc lại nữa nha. Team 1, tiếp theo Team 2, Alana, Bảo Khôi, Dương Đức Minh, Thi lớp 5C, Khang, Khôi. Cô đọc y chang cái tên của tụi con nên tụi con chú ý nha, đừng có bị lộn tên mình nha. Again, Alana, Bảo Khôi, Dương Đức Minh, Thi lớp 5C, Khang, Khôi, Lê Xuân Ngọc Khuê, Lê Xuân Bách lớp 3, Lindsay, Nam Phong, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Hoàng Ngân lớp 2, bạn Nhi Châu, Nhi với Châu đúng không? Nhi phải Châu nè. Phạm Gia Huy, Phạm Hoàng Giang, Tạ Vân Nhi, Thanh Nhân lớp 4, Thanh Ngân lớp 4, Trần Thành Duy level 1, level 2 và Xuân Hiếu. Right? Xuân Hiếu or Xuân Hiếu. Ok, again, Team 2, one more time. Alana, Bảo Khôi, Dương Đức Minh, Thi lớp 5C, Khang, Khôi, Lê Xuân Ngọc Khuê, Lê Xuân Bách lớp 3, Lindsay, Nam Phong, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Hoàng Ngân lớp 2, Nhi Châu, Phạm Gia Huy, Phạm Hoàng Giang, Tạ Vân Nhi, Thanh Ngân lớp 4, Trần Thành Duy level 1, level 2 và bạn Xuân Hiếu. Ok. Rồi, team 3. Bạn nào mà đến team 3 mà không có tên thì các bạn hiểu các bạn là team 4 nha. Bạn nào mà thấy là team 3 mình chưa có tên, các bạn hiểu cho cô các bạn là team 4. Ok, cho nên là cô sẽ không đọc tên những cái bạn mà team 4 nha. Team 3 nè, các bạn nghe kỹ, team 3. Xuân An nè, Lê Xuân An lớp 4, Anh Duy, Anh Khoa, Bá Sang right? Bình An vừa mới out ra thì phải. Phúc Nguyên nè, Diệp Phúc Nguyên, A4, Đức Tiến, Nam A3, Lê Lan Hương, Đăng Phong, right? Con ghi là D với G Phong đó. Lê Mai, Minh Khuê 3A Hà Tĩnh, Nam Bình, Nguyên Băng, Ngân Băng, right? Bạn NG Băng đó. Bảo Hà nè, Nguyễn Dương Bảo Hà, Nguyễn Ngọc Diệp, Phong, một chữ Phong thôi, Thảo Nguyên, Trần Khánh Vân, Vũ Hữu Khánh. Ok, đó là team 3 nha. Team 3 again. Lê Xuân An, Anh Duy, Anh Khoa, Bá Sang. Yeah, you guys can change your name. Diệp Phúc Nguyên, Đức Tiến, Lê Lan Hương, Đăng Phong, DG Phong đó, Lê Mai, Minh Khuê, Nam Bình, Ngân Băng, Nguyễn Dương Bảo Hà, Nguyễn Ngọc Diệp, Phong, Thảo Nguyên, Trần Khánh Vân, Vũ Hữu Khánh. Ok, những bạn còn lại tất cả đều là team 4. Ví dụ như là Lê Bùi Phương Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Dương Vũ Ngọc Duyên nè, Dương Đỗ, Hải Đăng, Phương nè. Đúng rồi, Phương ghi cho cô team 4 lẻ lắm trời luôn nè. Lộc Phát, Mai Trang, đồ nè, Messi, Ronaldo nè, Phong. Sao có hai bạn Phong được ta? Có hai bạn cùng tên là Phong lận. Harry, Thắng, Trần Ngọc, Hải Đăng. Đó, Hương Giang, Trúc Phương, Tuệ Minh, Tùng Dương, Việt Phương, Xuân Anh. Những bạn cô vừa đọc là team 4 đó. Ok, team 4. Ok, I will not gonna repeat, guys. Cô sẽ không có lặp lại những này. Hồi nãy giờ cô đã đọc đầy đủ team 1, 2 và cả team 4. Cô cũng đã đọc luôn rồi đó. Các bạn nhớ không? Okay, guys, are you guys ready? Ok, yes, đúng rồi. Cô nhớ Tuệ Minh là team 4, đúng rồi đó. Good job. Nếu mà các bạn bảo cô tìm tên các bạn, cô cũng không có biết tìm ở đâu. Nên là cô chỉ đọc được một lần như vậy thôi. Cô đọc hai lần như vậy thôi. Good job. Bạn nào không có tên mình thì mình nhớ cho cô là các con ở team 4. Bạn nào mà cô không đọc lên là team 4 nha. Ok. Các bạn biết
Bạn nào mà cô không đọc tên thì các bạn cứ nhớ mình ở team 4, ok? Team 4, team 4. Hi lớp 5C hồi nãy cô có đọc đó nha, cô nhớ rõ ràng tên của Hi luôn. Cô có đọc con ở ở room bao nhiêu đó, cô nhớ rõ ràng luôn. Hi là lớp team 2 nè, đó cô nhớ tên Hi lớp 5C là team 2 rõ ràng nè. Trần Nguyễn Hà Anh, mạng con lắc con không nghe thấy hả? Để cô đọc lại, cô xem lại nha. Cô không thể nào xem hết các bạn được đâu nha. Sorry guys. Hà Anh, cô coi lại một lần. Where's Hà Anh? I cannot see you, wait. Oh, I cannot see your name. Hồi nãy cô nhớ cô có đọc Hà Anh ở đâu ấy. Hà Anh, are you still here? Hà Anh có bị out ra không ta? Sao cô lại không thấy tên của Hà Anh nhỉ? Các bạn nhớ cho cô, bạn nào mà hồi nãy cô không đọc thì coi là team 4. Ví dụ như Trúc Phương nè, coi là team 4, đúng rồi đó. You are team 4. Ok, các bạn biết team của mình hết rồi đó. Đa phần các bạn biết rồi đó. Hey, good job guys, good job. Rồi bây giờ cô chỉ các bạn chơi nè. How can we play this game? Thực ra thì mình học online mà mình chơi nhóm khó lắm. Mình chơi nhóm rất là khó. Nhưng mà mình vẫn có thể chơi được nếu mà các bạn chơi chú ý một xíu. Bây giờ cô có cái link này. Cái link này là cô để các bạn là ai muốn làm gì thì làm. Có nghĩa là tụi con vào đây, tụi con kiếm cái khung team của mình. Đó, cô chia ra mỗi trang là hai team, team 1, team 2. Các bạn mà đã vào được cái link này rồi, các bạn muốn ghi cái gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Cho nên là bởi vậy tụi con phải chơi nghiêm túc. Có nghĩa là mình chơi đúng vào cái ô team mình. Mình thậm chí được quyền xóa nữa, nên mà các bạn đừng có xóa đáp án của các bạn team khác. Mình chỉ tập trung chơi ở team mình thôi nha. Ok, mình chơi đàng hoàng thì sau này cô mới cho các bạn chơi tiếp được. Cô sẽ gửi cái link này qua. Các bạn làm gì? Các bạn biết team của mình rồi đúng không? What do you have to do? I will give you a topic. Ok, cô cho các bạn chủ đề. Cô cho các bạn một chủ đề nào đấy. Tại vì ở đây đông người cho nên là không cần chơi quá dài. I only give you one minute. Cô cho các bạn một phút, đúng một phút. Cô cho các bạn một chủ đề nào đấy. À, đúng một phút các bạn sẽ ghi ra cho cô những cái từ vựng liên quan những cái vật, những cái gì đó liên quan đến cái chủ đề đấy. Vậy thôi, very simple guys. Ví dụ như cô cho chủ đề về quần áo đi, clothes. Bạn ghi jeans. Rồi các bạn nhớ nè, bởi vậy làm sao để game này nó khó. Tại nếu mà bạn nào mà các bạn được quyền đều được quyền ghi bất kỳ đâu cũng được. Cho nên là tụi con mà lỡ viết dính tên, viết dính vô với lại bạn mình là cô không tính. À, tụi con mà viết jeans xong rồi các bạn không chịu cách ra, hay là các bạn lỡ viết dính vậy là cô không tính nha. Các bạn phải viết làm sao mà nó tính là một từ cho cô. Ví dụ dấu phẩy, dấu ngang, dấu gì cũng được. Miễn là mình cắt cái tên, cái chữ đó ra cho cô. Không được viết dính liền đáp án với bạn. Viết ở đâu cũng được, trong khung này cũng được. Ok. Sau đấy thì cô sẽ tính điểm cho tụi con. Vậy thôi, sau một phút, sau khi mà có cái topic, cô gửi cái link vào thì các bạn viết cho cô những cái từ vựng liên quan. Bạn nào mà viết sai chính tả hay là viết thiếu cái gì đó, hay là viết dính vô cái từ của bạn mình chẳng hạn, ví dụ giống như nãy cô ghi đó chiên mà các bạn viết tiếp, ví dụ các bạn viết chắc thịt mà các bạn viết kế bên vậy không được, không tính là không tính nha. Mình phải chơi làm sao mình viết từng từ một cho cô, cắt ra hay sao đó. Bởi vì có tới 80 bạn được quyền sử dụng cái này, có nghĩa là các bạn viết tùm lum trong đây luôn, cho nên là cô sẽ tính những cái từ nào đúng nhất thì cô mới tính điểm nha. Để cô coi thử coi là team nào mình viết ok nhất, mình viết được nhiều từ đúng chính tả mà còn viết đúng cái gọi là cái kết cấu á, viết đúng từ, cấu trúc của từ đó. Ok, nhớ nha các bạn, phải cách ra một từ là một từ có nghĩa là gồm những chữ cái liên tục nhau, mà các bạn viết hai cái từ đấy cùng một cái là cố tính đấy là sai nha. Ok, you guys understand? Please write in the chat box, do you guys understand? Is it clear? Wait, sao chép đường liên kết. Ok, you guys understand? Wait, let me see. Yes, we do. Why you are scared, Harry? À, mấy từ cũng được đó. Đó là cái quan trọng là trong một phút tụi con viết, mỗi bạn viết bao nhiêu từ cũng được, nhưng mà phải đúng. Viết phải đúng, ok? Viết phải đúng từ cho cô, viết bao nhiêu từ cũng được. Bởi vậy mình mới thi đấu theo team, coi là team nào viết càng nhiều từ mà phải đúng càng tốt. Càng nhiều từ mà phải đúng càng tốt nha. Các bạn nhớ nha, ok, càng nhiều từ nhưng mà phải đúng, phải biết đúng như nãy giờ cô nói, những cái nào không đúng, những cái nào thì tụi con tính là không đúng. Khi mà tụi con viết sát cái từ của bạn hay là tụi con viết mà nó sai chính tả một chữ cái cũng không được luôn.
hay là cái chữ nào đấy mà thiếu S, thiếu gì có S, bắt buộc có S mà tụi con không có S cũng sai luôn. Ok guys, I have the link. Bây giờ cô gửi vào này các bạn, bây giờ cô tắt chat nha. Cô gửi vào các bạn vào. Our topic is animals, but the letters, the first letter of that animal. Nhi Châu, Nhi Châu không phải là Hoàng Minh Châu đâu. Nhi Châu là các bạn tên là Nhi với Châu, Nhi phải Châu luôn á. Nhi phải Châu luôn á, các bạn nào tên Nhi phải Châu á. Ok, các bạn nhớ cho cô nè, mình sẽ có topic là animals, but from letter, oh wait, sorry, letter A to H. Các bạn chỉ dùng cho cô những con vật nào có chữ cái từ A đến A, A đến H thôi nha. Mình chỉ viết cho cô tên những con vật từ A đến H. Ok, bây giờ tính thời gian các bạn vào nữa thì cô sẽ để cho các bạn có 2 minutes. 2 minutes start now. Bây giờ để các bạn có thời gian các bạn vào link nữa thì cô cho các bạn thêm 1 phút nữa. Rồi các bạn cứ vào rồi viết thôi. Đúng rồi, đấy. Đấy. Bạn nào mà vào ở team mình cứ kéo cái đấy ra đúng team mình rồi mình viết thôi nha. Đó, đúng rồi. Cứ cho. Đó đó, các bạn nhớ mình viết sao mà đừng có cắt, đừng có kế bên từ, đừng có dính một lèo hay là sao đó. Hay là các bạn viết có chữ cái, viết hoa, viết thường cũng không được. Viết thường hết cho cô, mà viết hoa, phải viết hoa hết cho cô. Ok, 30 phút đã trôi qua rồi nha mọi người. 30 minutes over, 30 minutes over. Cô thấy team 2 chưa có nè, team 2 try your best. Try your best guys, try your best. Các bạn nhớ mình không xóa của các bạn khác, mình tập trung ở team mình nha. Các bạn phải chơi nghiêm túc thì mai mốt cô mới cho các bạn chơi tiếp được. Ok, mình sẽ không kéo xóa gì hết cho cô. Mình viết đúng vào cái team của mình, vào cái ô team của mình thôi. Ok guys, the last minute, một phút cuối cùng. Các bạn cố gắng, mình viết càng nhiều thì cái team mình càng nhiều điểm nha. The last minute, the last minute. From A to H, okay? From A to H, từ A đến H nha. Ví dụ cô thấy là bạn nào viết, có bạn viết chưa đúng nè. A to H, do you have letter P? Okay, 30 more minutes. 30 more minutes. 30 more minutes, guys. 30 more minutes. It's kind of difficult to play this game, huh? Oh, where's all of the words? Các bạn nào lỡ xóa hết các từ của bạn mình rồi hả? Where are all of the words? You guys delete? Okay, what's wrong? What's wrong? Time's up, time's up. Bây giờ cô cần các bạn phải nhắn cho cô nè. What's wrong with all of these? Okay, time's up, guys. No, no more writing. Các bạn không viết nữa nha. No more writing. Tell me. Các bạn nào nãy xóa đúng không? Các bạn vừa xóa đúng không? Cho nên là cô thấy team 1 hồi đầu nhiều chữ lắm nè. Các bạn nhắn vào cho cô thử coi what's the problem. Why cannot you write? Why you cannot write? Các bạn nhớ nè, đó là lý do mà cô nói là các bạn không phải chơi đàng hoàng đó. Các bạn không chơi nghiêm túc thì khó chơi lắm. Đúng rồi, nếu mà như vậy thì mình sẽ không có chơi trò này được nữa rồi. Bởi vì mình không có chơi được nè. Thì các con chỉ cần đặt bút vào viết thôi. Ví dụ cô là vào cái link này, cô cứ đặt bút vào viết vậy thôi đó. Yes, nếu mà các bạn xóa như vậy thì cô, cái này thực chất không thể nào kiểm soát được. Không kiểm soát được, cho nên là mình không có thể nào. Không kiểm soát được, cho nên là cô nói rồi, các bạn không chơi nghiêm túc thì mình không có chơi cái trò này được nữa. Mình mà không chơi nghiêm túc thì mình không chơi trò này được nữa. Như vậy là trò này cô thử cho các bạn chơi, nhưng mà các bạn chơi không được rồi đó. Tại vì mình đâu có được chơi, mình không chơi được. Nếu mà các bạn không tuân thủ, các bạn cứ xóa như vậy thì không chơi được. Không có cách nào khác để mà chơi cái trò này hết. Chỉ có chơi như vậy thôi. Đấy, thì bây giờ thật các bạn nói là ẩn danh là ẩn danh đó con. Nên là cô cũng không thể nào biết bạn nào là ẩn danh đó. Bạn nào tên là Team 4 là ở dưới đó. Ở đây có chia ra hai trang nè. Tụi con thấy không? Trang đầu. Bây giờ các bạn xóa hết cái khung của cô rồi đó.
các bạn đã xóa hết cái khung COVID ra luôn rồi đó. You guys delete everything. So sorry guys, so bởi vì lớp mình có nhiều bạn là các bạn không tuân thủ cái luật, cho nên là tụi mình sẽ không có chơi trò này được nữa rồi. I cannot play this game. À, như vậy là rất là khó để mình chơi theo nhóm như thế này. Rất là khó để tụi mình chơi theo nhóm như thế này. Okay, I'm so sorry guys, I cannot play this game. Cô tưởng là mình sẽ chơi được thì cô, ví dụ các bạn chơi xong thì cô sẽ tính điểm coi làm nhóm nào. Mỗi bạn trong khung chat rất là khó, không thể nào biết chơi cái nào được. Ok, trong khung chat thì mình không có biết được bạn nào team nào được nhanh á, mình phải tính rất là lâu. Bởi vậy nên cái này nó mới dễ là tụi con mà chơi đàng hoàng thì con chỉ cần chia ra thôi. Ok, I'm so sorry guys, so we cannot play this game today. Yeah, I'm so sorry everybody. Đối với bạn nào mà thích chơi trò này thì mình sẽ không thể tiếp tục được nữa rồi. We cannot play this game. So sorry guys, we cannot continue this game. Kind of hard, right, for online classes. Rất là khó để chơi được game này, đúng không? Ví dụ chơi ngoài đời thì đương nhiên các bạn chi ngắm ra, các bạn chỉ cần chạy lên bảng, chạy lên chạy xuống lên bảng, các bạn viết thôi. Cô đương nhiên có nhìn thấy được các bạn nào xóa của bạn nào không là rất là dễ. Nhưng mà chơi online thì mình không có chơi như vậy được rồi. Bởi vì cô đã nói là game này mà muốn chơi thì các bạn phải chơi nghiêm túc, thì tập trung vào cái cô của team mình thôi, rồi mình viết từ càng nhiều càng tốt để xem thử coi là team nào will be the winner. À, nhưng mà nếu mà bây giờ các bạn không, các bạn cứ xóa như vậy thì đương nhiên mình làm sao để mình chơi được, đúng không? Các bạn thậm chí còn xóa luôn cả cái ô team của cô luôn mất tiêu rồi, nên là mình đâu có chơi được nữa đâu. So sorry guys, cô định là tổ chức game mới cho các bạn chơi, nhưng mà rất là khó tại vì cô muốn cho các bạn chơi theo đồng đội. Như thế này bình thường thì mình chơi một mình, đúng không? Thì ở đây cô cũng muốn cho các bạn chơi game theo đồng đội thử. À, để mình xem thử coi là các bạn như thế nào. So sorry guys, so we cannot continue the game. Như vậy là mình chỉ có, dễ nhất là mình chơi những cái game về quiz như thế này thì nó dễ hơn cho tụi con, đúng không? Tụi con chơi ai tự bấm vào link và tự chơi thôi. Okay, so because we cannot play the game, so we're gonna correct the answers for the homework. Bởi vì mình không có chơi được cái game đó nữa, cho nên là bây giờ mình sẽ sửa bài tập về nhà nha. We only have about 6 more minutes, okay? So we're gonna correct the homework. Ở đây thì cô sẽ sửa bằng cái cô sẽ sửa không phải là trên quiz mà cô sẽ sửa ở trên cái PowerPoint của cô nha. Bởi vì PowerPoint của cô nó có cái bài đọc nữa, cho nên là tụi con nhìn vào thì tụi con mới biết được. Okay guys, wait, let me share my PowerPoint. Bây giờ mình sẽ sửa bài tập nha. We're gonna correct the homework. Now, guys, take a look at the next the reading. Cô có nói các bạn là cô có gửi riêng các bạn bài đọc, các bạn đọc kỹ rồi các bạn làm bài đúng không? Mình vừa đọc mình vừa làm cũng được, không phải là mình đọc xong rồi mình nhớ rồi mình làm đâu, các bạn tự làm cũng được. It's okay. So now, let's write down the answers. I will ask each of you the answers, okay? Because you guys have done this before. For example, my day, tell me, can you read number one and tell me what is the answer, true or false? Is you read the number one first. You read number one first. Con đọc cho các bạn nghe câu số 1 trước đi. Number one. Animals can use color to hide. Yeah, okay. So true or false? True or false? It's true. Good job. Yes, it's true. Where can you find the information? Con thấy cái trong bài đọc của mình có câu nào mà nó giống với cái ý number one? Can you tell me, Trang? Which sentence? Which one? Câu nào mà Mai Trang đọc vào mà con biết là animals can use color to hide. Động vật có thể dùng các loài vật có thể dùng màu để mà hide, có thể đổi màu chẳng hạn để mà dùng cái màu cơ thể của nó để mà trốn, hide, trốn. Which sentence? You know which sentence? Trang biết câu nào không? Is in the first paragraph? Yes, in the first paragraph. Yeah, but which sentence? Which sentence? Câu nào mà Mai Trang đọc vào là con biết ngay là cái câu đấy. It's this one, okay? The last sentence, okay?
À, là có thể đọc hai câu cuối này, hai câu cuối nó đều đúng hết. Animals use color, động vật thì dùng màu, body shape hoặc là cả hai để blend in, blend in có nghĩa là con hòa, con như là con trốn á, con cái màu con nó giống với cái màu của cây, cái màu của nền đất đúng không? Thì nó giúp con trốn được. Ok, nó đồng nghĩa với chữ hide đó. Thì ở đây nó cũng nói là camouflage, có nghĩa là con ngụy trang, cái việc ngụy trang nó sẽ giúp động vật trốn đi. À, thì hai câu này mình có thể biết được number one is true. Well done, Trang, good job. Xuân Bách, please, Xuân Bách, can you read number two and then tell me true or false? Can you turn on your sound? Xuân Bách mở tiếng cho cô đi. Yes, okay. You read number two first. Chameleons, chameleons. Cái ngày hôm number two, number two. Hôm này con không học ạ. À, cô kêu là bây giờ bắt đọc cho cô nghe thôi rồi cô chỉ bắt trả lời cho. Chameleons can number two. You turn off your sound. Okay, turn on again. Bắt mở lại tiếng này. Chameleons can change color again. Again, you read number two. Bắt đọc cho cô cái câu này. Chameleons can change color. Chameleons can change color. Ok, con đọc cho cô cả câu được không? Cái câu cô vừa đọc đó. Number two ở đây nè. Chameleons. Chameleons can change. Can change. Color. Color. Đúng rồi. Rồi đâu bây giờ bắt chị, cô chị bắt làm nè. Và bây giờ câu này thôi cô chị cả lớp chung nha. Chameleons, người ta nói là con gì? Chameleons, mình không cần biết con gì cũng được. Mà mình thấy ở đây ngay cái tựa đề bài này chắc chắn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Tại vì cái đây là cái đề về con chameleons nè. Thì mình đọc vào mình thấy câu đầu tiên là gì? A chameleon can change its color. Mình đọc vào mình thấy liền. Một con chameleon có thể đổi màu của nó. Mình không cần biết chameleon là con gì cũng được. Mình chỉ cần đọc thấy à, con chameleon có thể can change. Như vậy câu số 2 sẽ là true, right? Number 2 will be true, okay? Now, let's invite one more. Cô mời Đức Minh, please. Đức Minh, can you read number 3 and tell me? Dương Đức Minh. Uh-huh. Dương Đức Minh, you read number 3 and tell me the answer. Polar bear have a fur. White fur. Polar bears have white fur. Fur. You know fur? Fur. À, con biết fur là gì không? Do you know fur? I don't know. Look at the picture. You look at the picture of a polar bear. So which one? What is white? Cái gì màu trắng đó? Con thấy cái người nó màu trắng. Như vậy cái fur là gì? Con nhìn hình con đoán thử xem. Fur. Theo Minh thì bây giờ con nhìn con gấu polar bear á. Thì con đoán thử coi cái white fur nó có nghĩa là gì? White fur. Cả người nó màu trắng như vậy. Động vật thì phải bao bọc con vật đấy thì nó có cái gì? Con vật thì nó sẽ có cái bộ gì? Bộ lông. Dạ cho cô bộ lông. Đúng rồi, bộ lông đúng không? Bộ lông để bao bọc lại thì white fur chính là bộ lông đó. Ok. Bộ lông. Good job. Đúng rồi, như vậy thì lông trắng đúng rồi. Như vậy là true or false? Câu này đúng hay là sai Minh? True or false? Bear have true or yes. False? Yes, so mean true, có nghĩa là true. Ý của Đức Minh là true. True. It's true. Yeah, good job, true. Ok, good job. Ở đây mình có thể đọc bài hoặc là thậm chí mình look at the picture là mình đã đoán được là number 3 is true. Well done, good job. Now the last one. Okay, Khuê, can you do number 4 for me? Khuê, you do number 4 for me? Read number 4 first, Khuê. The stonefish. Stonefish look like tree bark. À, tree bark. Hôm bữa cô giải thích tree bark. Khuê còn nhớ không? You remember? Tree bark. The brown things. The brown things. The tree bark is brown. So can you guess what is the tree bark?
Cái cây thì cái phần nào màu nâu? Huy biết không? Phần nào của cái cây thì nó có màu nâu? Gỗ. À, phần thân đó, phần thân, phần gỗ cây, đúng rồi. Thì cái tree bark nó có nghĩa là cái vỏ cây đó, cái vỏ, cái phần vỏ bên ngoài nó màu nâu đúng không? Yes. Như vậy cái đây chính là vỏ cây đó. Good job, Byron. Tree bark. Như vậy là stonefish looks like tree bark. True or false? Hmm? Stonefish? Oh. False. Well done. So where's the evidence? Tại sao Khuê biết false? Khuê chỉ cô xem. Why can you know that one is false? It looks like a tree branch. Ah, it looks like a tree branch. I don't think that is the answer. Ở đây người ta dùng là stonefish là giống cái tree bark, à giống cái tree bark. Nhưng mà thực chất là mình thấy stonefish. Ở đây thì nó sẽ có gì? Nếu mà con nói look like a tree branch thì ở đây con sẽ thấy là gì? Tree branch là nhánh cây đó. Nhưng mà ở đây người ta đâu có nói về cái con stonefish đúng không? Mà người ta đang nói về con gì Khuê? They are talking about the gray tree frog. À, như vậy là nó khác nhau ở cái chỗ con vật á. Ok, ở đây phải là con gray tree frog mới đúng, còn không phải là con stonefish. Ok, good job, well done, good job, good job Khuê. Thank you guys so much. So right now it's 9:03. So I think we can stop here today, guys. Mm-hmm. We're gonna stop here. So I'm so sorry that we cannot continue the game, the team game. It's hard to play that game, huh? À, cái trò đó hơi khó chơi đúng không? Tại vì trong lớp online cô cũng nói là cái đấy thì nó không kiểm soát được. Các bạn chỉ được quyền làm mọi thứ mà. Cô để cho các bạn ghi thì các bạn cũng được quyền xóa. Ok, cho nên là cô không có kiểm soát được cái đấy. Cái form đây nó không kiểm soát được cái việc con có xóa hay không. Con được quyền ghi có nghĩa là con phải được quyền xóa đi đúng không? Cho nên là mình không chơi được. Nếu mà các bạn chơi không nghiêm túc mà các bạn xóa như vậy thì không thể nào mà chơi cái trò đấy được nữa. Ok, I'm so sorry guys. So we're gonna study again on Monday. I will send you guys the homework later. Okay? Cô sẽ gửi bài tập về nhà sau nha. I will send the homework in the Zalo group. Okay? So please pay attention. We're gonna do the homework on quizzes. Để dễ hơn thì bạn nào cũng dễ nộp bài hơn thì cô sẽ để ở dạng quizzes đó, giống như hôm trước tụi con làm đó, bài này nè. Okay? And then you guys gonna turn in the homework. Okay, guys? So see you guys on Monday. Like I promised, today we're gonna play quizzes. So the next day we're gonna play on Plookit. Okay, guys? Good job for today. Well done. Good job, everybody. So I think we can stop here today. It's 9:05 already. Well done, everybody. Please turn on your mic and say goodbye to your friends, okay? Goodbye, everybody, and good night. Goodbye. Bye, everybody. What's up, Andy?